Xin kính chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh tin Tin Nóng S hấp dẫn Thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S Các bạn thân mến, Nga bất ngờ đưa thẳng S-400 đến Iran trực chiến Mỹ thoát tim Theo trang tin quân sự DEBK, ngày 17 tháng 8, máy bay vận tải hạng nặng AN-124 chở theo hệ thống phòng không S-400 đã xuất hiện tại căn cứ quân sự mới tại Iran. Theo nguồn tin này, cùng với S-400, máy bay vận tải AN-124 còn chở theo hệ thống tên lửa phòng không S-300 đã tới thẳng căn cứ mới của Nga vừa được hoàn thành tại Noji, cách thị trấn Hamedam của Iran khoảng 50 km. Trước thông tin này, Nga đã công khai rằng hệ thống tên lửa S-400 và S-300 sẽ không được chuyển giao cho Iran mà chỉ được dùng với mục đích bảo vệ căn cứ không quân mới của Nga tại Nozhi, nơi các chiến đấu cơ của nước này đang đồn trú để thực hiện nhiệm vụ anh kích phiến quân IS tại Syria. Ngoài động thái bất ngờ đưa hệ thống S-300 và S-400 đến Syria, Nga còn công khai kế hoạch triển khai lực lượng đặc nhiệm Spitna của Moscow tới bảo vệ căn cứ nơi trên. Theo những thông tin được công khai, số lượng máy bay Tu-22M3 hiện có tại căn cứ không quân Hamadam đang là 6 chiếc, Tuy nhiên, số máy bay Su-34 được triển khai tại đây là bao nhiêu vẫn còn bí mật. Tuy nhiên, theo phán đoán của truyền thông phương Tây, ít nhất số cường kích Su-34 có mặt tại đây phải từ 12 chiếc trở lên. Mang sang Iran giao hàng luôn. Dù Nga tuyên bố sự có mặt của S-300, S-400 tại Iran không liên quan đến việc mua bán và hoàn toàn không có chuyện chuyển giao những vũ khí này cho Tehran. Tuy nhiên, theo nhận định của Fox News, rất có thể đây là bản hợp đồng quốc phòng chống bắn nhất Nga đã thực hiện từ trước tới nay. Theo nguồn tin này, hồi đầu 2016, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dequan đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bàn về đơn hàng 8 tỷ đô la mua hàng loạt vũ khí xịn nhất của Nga, bao gồm chiến đấu cơ Su-30, hệ thống tên lửa phòng không S-400 Chium. Fox News cho biết, trong cuộc gặp ông Putin vào ngày 16 tháng 2, Bộ trưởng Dequan cũng thương lượng về việc giao hệ thống phòng không S-300 mà Iran đã đặt mua của Nga trước đó. Còn về đơn hàng mới, Iran cũng muốn sắm các loại xe tăng hiện đại, hệ thống tên lửa bờ biển di động, trực thăng MI-8, MI-17. Được biết, ngay trước khi sang Nga, ông Dehan đã tuyên bố với báo giới rằng Iran muốn mua tên lửa phòng không S-400, nói thêm rằng nước này cần tập trung cao độ vào không lực và chiến đấu cơ. Bộ trưởng Dehan phát biểu, chúng tôi đang tiến tới một hợp đồng. Chúng tôi cũng đã thông báo rằng chúng tôi cần tham gia vào quy trình sản xuất máy bay và hy vọng có cả quy trình sản xuất tên lửa S-400. Căn cứ vào những thông tin này, Fox News cho rằng rất có thể hệ thống S-300 và đặc biệt là S-400 có mặt tại Iran là một thương vụ vũ khí chống vánh nhất đã được Nga thực hiện trong lịch sử mua bán quốc phòng của mình. Động thái này cho thấy, ngoài việc thể hiện mối quan hệ hợp tác quốc phòng khăng khít giữa Moscow và Tehran trong tình hình nóng, rất có thể đây còn là điều kiện Iran đồng ý cho Nga sử dụng căn cứ tại Tehran để thực hiện những cuộc không kích vào lực lượng khủng bố IS ở Syria, Fox News nhận định. TU-22M3 cất cánh từ Iran làm thay đổi chiến lược của Mỹ Theo cựu sĩ quan Mỹ Mike Nelson, việc máy bay TU-22M3 của Nga cất cánh từ Iran không kích IS ở Syria tác động mạnh đến chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Nga vi phạm điều cấm Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 16 tháng 8 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân nước này đã triển khai máy bay ném bom Tu-22M3 và cường kích ném bom Su-34 tại Iran để thực hiện các cuộc tấn công vào mục tiêu IS tại Syria. Ngày 16 tháng 8 năm 2016, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và Su-34 đã cất cánh với số lượng bom đầy đủ từ sân bay Hamadan của Iran, giáng đòn không kích vào các mục tiêu của nhóm khủng bố IS và Al-Nusra ở các tỉnh Aleppo và Idlib. Thông báo cho biết, ngay sau khi cuộc không kích diễn ra, Mỹ đã lên tiếng phản đối hành động của Nga cho rằng việc máy bay Moscow cất cánh từ Iran có thể vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Mỹ, ông Mark Turner, hiện Washington đang xem xét việc nga sử dụng căn cứ quân sự tại Iran để tấn công các mục tiêu ở Syria có vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc hay không. Chúng tôi đang điều tra vấn đề này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ nói. Đồng thời cho biết thêm nếu thông tin là chính xác, rất có thể nga đã vi phạm nghị quyết số 22311 của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc trong đó quy định việc bán hoặc cung cấp các máy bay quân sự cho Iran phải được sự chấp nhận của Hội đồng Bảo an. Chiến lược của Mỹ thay đổi vì Nga. Việc Nga tăng cường hợp tác quốc phòng với Iran, đặc biệt trong các chiến dịch quân sự tấn công IS tại Syria, khiến Mỹ lo lắng bởi động thái của Moscow có thể tác động lớn đến chiến lược của Washington tại Trung Đông. Cựu đặc nhiệm Mỹ Mike Nelson, người đã từng thâm chiến tại Iraq, Afghanistan, nhận định. Theo cựu bình này, một chiến lược chặt chẽ đòi hỏi ba yếu tố cơ bản: mục tiêu hay mục đích phương pháp để đạt được chúng và phương tiện tức các nguồn lực cần thiết thích ứng mặc dù chiến lược trung đông của mỹ hiện nay có thể bao gồm cả ba yếu tố trên nhưng sự không tương ứng trên thực tế giữa mục tiêu và phương tiện mà sức mạnh quốc gia mỹ đang chứng tỏ đã khiến cho chiến lược này trở nên không hiệu quả trên thực tế mỹ đã tăng nguy cơ chiến lược lên một cấp độ nguy hiểm trước tiên là qua sự mất cân bằng giữa mục đích phương pháp và phương tiện thứ hai là qua việc hoàn toàn hiểu sai các mục tiêu của đối thủ và những hành động của đối phương nhằm đạt được những mục tiêu trên. Mỹ đã thất bại trong việc đánh giá đúng nguy cơ chiến lược này liên quan cuộc nội chiến Syria và vai trò của Iran trong khu vực. Mùa hè năm 2011 và cho đến tháng 9 năm 2015, Tổng thống Obama vẫn nhấn mạnh việc loại bỏ Tổng thống Syria Assad là mục tiêu của Mỹ và đòi hỏi như điều kiện để đạt giải pháp cho cuộc chiến Syria. Nhằm hạ bệ Assad, ông Obama đã tuyên bố việc Syria sử dụng vũ khí hóa học là làn danh đỏ cuối cùng đối với chúng ta. Cuối cùng, Tổng thống Assad đồng ý giao nộp vũ khí hóa học thông qua một thỏa thuận quốc tế do Nga đề xuất để tránh Mỹ hành động quân sự. Trong khi Mỹ lập lần nước đôi, Nga đã bất ngờ can dự trực tiếp vào Syria thông qua tăng hỗ trợ quân sự, không kích và cố vấn. Thông báo chính thức của Tổng thống, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về hoạt động, động thái của Nga là sự dẹp biểu những hành động của Nga như một chiến lược điên rồ hoặc những hành động vô ích. Mike Nelson chất vấn lần chỉ trích là vô ích với ai. Với chế độ Assad đang cố nắm giữ quyền lực và người Iran đang mưa toan mở rộng ảnh hưởng tại cận đông qua đồng minh Syria. Những hành động này là hữu ích đến mức không thể tin được. Hơn nữa, với các lợi ích chiến lược của Nga nhằm duy trì và mở rộng ảnh hưởng của Moscow tại Trung Đông và Địa Trung Hải, những hành động quyết đoán của Tổng thống Putin không vô ích mà cũng chẳng hề kém về chiến lược. Đúng hơn là Nga đang trình diễn sự tái cân bằng giữa phương pháp và phương tiện khi thực tế thay đổi, đe dọa khả năng duy trì ảnh hưởng của Nga bằng cách hậu thuận Assad. Tổng thống và Ngoại trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ dường như đã trông đợi Nga hành động hữu ích đối với mục tiêu của Mỹ là chấm dứt cuộc nội chiến Syria thông qua lật đổ Assad, bất chấp thực tế là việc đó đi ngược lại lấy cổ họ. Thêm vào cuộc xung đột của Syria, Mỹ cũng thất bại trong việc hiểu và ngăn chặn những nỗ lực của đối thủ trong việc thúc đẩy các mục tiêu của họ trên toàn khu vực, trong khi bác bỏ quyền tiếp cận vũ khí hạt nhân của chế độ Iran. Nhưng Iran vẫn tuyên bố thỏa thuận đã đạt được với phương Tây không phải là chấm dứt chương trình hạt nhân. Hiện, Iran đã nhận được nguồn tiền mặt vốn bị cấm vận lâu nay và dường như tiền của Iran bị quốc tế phong tỏa sẽ được dùng để mua các hệ thống phòng không hiện đại, bao gồm hệ thống S-300 tiên tiến của Nga. Nói một cách khác, Iran có thể vẫn hoàn tất một số năng lực nhằm phòng ngừa các cuộc tấn công từ Israel và Ả Rập Saudi. Đáng nói là Mỹ đã xem Nga như một đối tác trong việc thương lượng với Assad, giao nộp không vũ khí hóa học và một thành viên của nhóm P5-1 đàm phán hạt nhân với Iran nhằm đạt được sự ổn định khu vực và do đó, thúc đẩy các lợi ích của mỹ vào thời điểm khi những lợi ích của nga ngày càng lồng chặt hơn với iran và syria theo nelson có hai nguy cơ trong việc mỹ không theo đuổi một chiến lược đúng đắn và thực hiện sớm thì tốt hơn là muộn hiển nhiên luôn luôn tồn tại nguy hiểm cố hữu trong các yếu tố thù địch tiếp tục hướng tới các mục tiêu chiến lược của họ mục tiêu quốc gia chống lại lợi ích của mỹ rất nhiều người đã viết về việc liệu chủ nghĩa phiêu lưu của nga và iran có phải là một động thái tốt đối với họ hay không chỉ thời gian mới trả lời được tuy nhiên Điều cần biết là những hoạt động đó của Nga và Iran cho dù có đạt được mục tiêu hay không đều tuyệt đối gây trở ngại cho việc thúc đẩy các mục tiêu Mỹ tại Trung Đông. <laughs> Cách giải thích của Nga khi Tu-22M3 cất cánh từ Iran Theo giải thích của Nga, việc Tu-22M3 dùng căn cứ ở Iran không kích IS tại Syria giúp tiết kiệm 60% thời gian so với bay từ căn cứ ở Nga sang. Hãng thông tấn royal Novosti ngày 16 tháng 8 dẫn thông báo của không quân Nga cho biết đã triển khai máy bay ném bom Tu-22M3 và gừng kích ném bom Su-34 tại Iran để thực hiện các hộ tấn công vào mục tiêu IS tại Syria. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo ngày 16 tháng 8 năm 2016, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và Su-34 Su đã cất cánh với số lượng bom đầy đủ từ sân bay Hamadan của Iran, dáng đòn không kích các mục tiêu của nhóm khủng bố IS và Al-Nusra ở các tỉnh Aleppo và Idlib để đảm bảo an toàn cho phi công Tu-22M3 và Su-30-34. Các tiêm kích Su-30SM và Su-35S từ căn cứ Meimim bay lên hộ tống đoàn máy bay ném bom của Nga. Sau đợt không kích, các chiếc Tu-22M3 và Su-30 của Nga đã quay lại căn cứ của Iran. Đây là lần đầu tiên máy bay Nga cất cánh từ Iran bay đi dội bom khủng bố ở Syria và cũng là sự hợp thức hóa thông tin mới cho thấy có sự hiện diện của ánh tạc cơ Tu-22M3 tại Iran. Nga cũng vừa đề nghị Iran, Iraq mở hành lang không phận cho tên lửa hành trình Nga bắn từ biển Caspi bay sang Syria. Ngay sau cuộc không kích, Nga đã công báo kết quả rằng phá hủy 5 kho chứa vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và dầu nhờn của khủng bố cùng một số trại huấn luyện chiến binh trong khu định cư Serakab, Anbab, Aleppo và Deizor, ba trạm kiểm soát ở các khu vực thành phố Zafri và Deizor. Ngoài ra, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết một số lượng lớn chiến binh cũng đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của không quân Nga. Toàn tính của Nga khi chuyển giao Su-24M2 cho Syria. Thông tin chuyển giao được trang VPK ngày 27 tháng 7 dẫn nguồn tin từ lực lượng vũ trang Syria cho biết việc chuyển giao Su-24M2 sẽ giúp tăng cường khả năng tấn công của không quân Syria. Việc chuyển giao cường kích Su-24M2 được nâng cấp thực hiện trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của Nga dành cho quân đội Syria trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố tại nước này. Một đại diện của Không quân Syria, đây là hai chiếc đầu tiên trong tổng số 8 chiếc Su-24M2 khác sẽ được chuyển giao trong thời gian tới theo thỏa thuận đã đạt được trước đó giữa Nga và Syria. Đặc biệt, ngay trước khi Su-24M2 được chuyển giao, những chiến đấu cơ này đã được nâng cấp với những thiết bị điện tử thế hệ mới của Nga. Được biết, trước đó, Nga cũng có bước đi quan trọng khi chuyển giao cho quân đội chính phủ Syria những vũ khí được đánh giá mang tính chiến thuật trong việc đối phó với quân khủng bố tại quốc gia này. Theo Defense News quân đội chính phủ Syria vừa nhận được một lô súng bắn tỉa MTS-116M đầu tiên do Nga chuyển giao. Loại súng MTS-116M được phát triển bởi cục thiết kế khí cụ KBP từ năm 97 dựa theo loại súng săn bắn phát 1 MTS-116. Loại súng này có thể sử dụng nhiều loại đạn như 7,62 x 54mm, 7,62 x 51mm, 8,6 x 70mm, Lapua Magnum hay 7,62 x 6,7mm, Winchester Manum. Truyền thông Syria cho biết phiên bản Nga vừa hỗ trợ cho quân đội Syria là biến thể dùng đạn 7,62 x 54mm. MTS 116M nặng 6,5 kg, dài 1.250mm, trang bị băng đạn 5 viên hoặc 10 viên và có tầm bắn hiệu quả 700m. Đây là phiên bản súng bắn tỉa MTS-116M được cải tiến một chút so với phiên bản gốc với việc có thân súng làm bằng gỗ và hệ thống thanh dây Picatinny giúp nó có khả năng lắp nhiều loại kính ngắm và kính nhìn đêm khác nhau. Ngoài ra, theo truyền thông Syria, lực lượng đặc nhiệm nước này còn nhận được súng trường tấn công cỡ nhỏ AK-104 do công ty Kalashino sản xuất, sử dụng đạn M43 7,62 x 39mm. AK-104 nặng 3,7 kg, dài 824mm, có khả năng nhả đạn ở tốc độ 600 viên trên một phút vận tốc đạn bay vào khoảng 670m trên giây và tầm bắn hiệu quả là 500m. Theo Defense News, không phải ngẫu nhiên mà Nga lại viện trợ súng bắn tỉa MTS-116 cho quân đội Syria lúc này. Bởi trước đó không lâu, Moscow cũng viện trợ cho Damakus hệ thống radar sách tay FARA-1 dùng để dò tìm các mục tiêu di động như quân lính và các loại xe từ khoảng cách 4km. FARA-1 là hệ thống radar nhẹ và không cồng cành một người cũng có thể vác được nhưng phải cần hai người để vận hành nó. Hệ thống radar do Nga chế tạo đa chức năng và có thể được sử dụng như một công cụ do thám hoặc như một máy ảnh cho các vũ khí tự động. Radar FARA-1 có thể hoạt động và theo dõi các vị trí của kẻ thù trong những điều kiện thời tiết khó khăn nhất như mưa, sương mù và khói. Một trong những đặc tính quan trọng nhất của FARA-1 là có khả năng được sử dụng trong những trận bão cát như trên những sa mạc ở Syria. Việc Nga tiếp tục cung cấp vũ khí và phương tiện quân sự cho quân đội chính phủ Syria đang khiến phương Tây thực sự lo ngại. Chúng tôi quan ngại với những báo cáo của Nga đang chuyển trang thiết bị vào Syria. Ông Ben Rody Phó Giám đốc An ninh Quốc gia cho Tổng thống Barack Obama nói với Reuters. Ông này cho biết thêm, chúng tôi nghĩ rằng việc Nga điều thêm cho thiết bị quân sự hoặc quân nhân sang Syria là tiêu cực. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực của chúng ta tốt nhất nên tập trung vào việc hỗ trợ cho tiến trình ngoại giao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Đóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.